đình là để cúng an vị Phật và thuyết pháp ở đó. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đi qua thăm bé mổ khối u não, dòng bé đang nhập viện rất nguy hiểm mà sẽ có người đại diện. Từ chỗ mà cúng an vị Phật đi ra qua đó cỡ khoảng đi 5 cây ở Chợ Lách qua đó. Sau khi mà kiểu như trở về nhà gia đình để ăn trưa lại, rồi chúng ta sẽ đi qua Lan Hương. Trong khu du lịch Lan Hương nó có những trò chơi. Thứ nhất là đi cầu khỉ, thứ hai là cầu lắc, thứ ba nữa là xù. Còn cái vấn đề mà cúng dường tam bảo của chùa Vĩnh Tràng, có thể chúng ta ghé chùa Vĩnh Tràng là có khoảng là 3-4 giờ thì chỉ có đi một chùa thôi là đủ rồi. Thì khi chúng ta ghé chùa Vĩnh Tràng ở đó có thể là ở nửa tiếng, rồi sau đó kiểu như ghé lễ Phật cúng dường tam bảo, quý vị tự cúng thầy ông cúng dùm quý vị, tại phước của quý vị thầy đâu không nhận dùm được, chia đôi khổ. Nên nghĩa như quý vị tự cúng, từ quý vị cúng sao đó cúng tùy quý vị. Bây giờ thầy mời Phật tử Phước Nghiêm sẽ triển khai kỹ về vấn đề kiểu như là lịch đi cho quý vị hay gì đó. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Dòng suối mát đôi tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi vòng tứ xanh. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tứ xanh. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật vòng tứ xanh. Kính mời đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, thầy xin có lời chào quý vị Phật tử và cầu chúc cho quý vị được một mùa xuân đầy an lạc và hạnh phúc, và cầu chúc cho gia đình
của cô Bồ Đề Tâm Quyền được vô lượng an lạc và thành tựu mọi sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Cho thầy hỏi là quý vị đi hành hương vui không? Vui. Hả? Ở Phật tử Bến Tre dưới đây có đi lễ Phật đầu năm chưa? Dạ có. À, đi chùa nào? Dạ đầu tiên là chùa của sư phụ của con là chùa Ngọc Nghĩa, là chùa Ngọc Thành. Dạ. Năm nay làm ăn thế nào? Chưa biết thầy. Năm nay là hết con hợi là ngủ. Tới một tí là thính giác. Xin cho thầy hỏi rằng, hỏi Phật tử nha, cô có ước mơ gì không? Trong cuộc đời cô có ước mơ gì? Cô nói theo trạng thái suy nghĩ bình thường của cô. Mời cô. Đưa mi gì? Cứ nói theo trạng thái tự nhiên. Dạ, con ước mơ được làm bạn cha mẹ, rồi tất cả chúng sanh trong một con cũng được làm hết. Dạ, con ước mơ giống như là con đọc trong cái bài thơ của trên sư giảng, cái bài học bé cá đó thầy, con rất là thích. Như con ước mơ sao con cũng giảng, con cũng giống cái gì đó thầy, như là ước cho tất cả gia đình, rồi tất cả giáo dân, rồi ước tất cả như là con cháu được thành tài hết. Nhưng mà mình chưa có gì cho mình hết, sao con không cảm không ai với đồng ạ. Cho thầy hỏi rằng cô ước mơ gì trong cuộc đời? Nói tự nhiên, nói theo cảm nhận, đưa máy cho chị. Ngồi nói cũng được. Dạ, dạ ai đồng ạ. Con chỉ ước mơ là con có tiền con đi làm từ thiện. Khi nào có tiền ước mơ mà đi làm từ thiện thì gặp thầy Quang Lực nha. Vậy chứ cô không có ước mơ gì vấn đề cuộc sống trong nhu cầu của hưởng thụ của gia đình hả? Dạ, con không. Không hả? Cô có ước mơ không? Dạ. Trời ơi sao kỳ vậy? Con người phải có ước mơ chứ. Ngọc Khánh, ước mơ gì con trong cuộc đời? Ngồi nói. Học giỏi kiếm tiền nuôi ba mẹ, rất là thực tế. Cho chàng vỗ tay, con hiếu thảo. Bạn ở dưới, bạn ước mơ gì? Bạn ở dưới, bạn áo xanh á, chuyển cái máy giùm. Rồi ngoài ra những nhu cầu hưởng thụ của con thì sao, có ước mơ không? Không có là hơi vô chi vô giác. Đề tài hôm nay thầy gửi với quý vị về điều mong ước trong năm mới. A Di Đà Phật. Trong cuộc sống của con người chúng ta là ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thụy. Đây là năm thứ yếu tố để tạo ra con người được hạnh phúc. Đó là sự ước mơ của một con người. Nhưng mà ước mơ nó là tốt, nó không có đi vào mê tín. Nhưng nếu giả dụ ước mơ của mỗi con người chúng ta mà chúng ta không thực hành thì ước mơ đó chỉ là ước mơ. Nó chỉ là kiểu như ước mơ chứ không có nhân và quả của nó. Trong cuộc đời ai cũng có quyền được mơ mộng. Tại vì quý thầy thì thừa tự pháp, còn cư sĩ tại gia là thừa tự tài sản. Ai cũng nhu cầu về sức khỏe, bình an, gia đình ấm êm và hạnh phúc, con ngoan. Đây là những thứ cần thiết của một con người chúng ta. Ai cũng có quyền ước mơ đó. Nhưng
Bây giờ quý vị thử nghĩ, nếu chúng ta mà ước mơ có sức khỏe mà chúng ta chỉ là kiểu như vui chơi những cái thứ vô bổ thì sức khỏe bị hao mòn. Vậy thì nó trái ngược với nhân quả của mỗi con người chúng ta. Thầy cũng có ước mơ. Quý vị biết thầy ước mơ gì không? Thầy ước mơ ngày mai thầy chết cho rồi. Tại vì sao? Nếu giả dụ chết mà chết tốt, đó cũng là cái hay. Tại vì có những người nằm chết chết không được, mà chết tốt cũng là một cái phước. Mà thầy ước mơ thầy chết trước quý vị để quý vị đi tang lễ cho thầy, đó là ước mơ của thầy. Nhưng mà đối với quý vị mà đụng tới đầu năm mà nói tới này là quý vị nói là xui. Nên thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói câu như thế này: năm mới ta cũng phải mới, nếu ta không mới ta sẽ không có năm mới. Tức là năm mới ta cũng phải mới là cái gì á, mà hồi xưa mình làm xấu, làm sai, làm ác, gây tổn hại, đau khổ, mà gây cái sự bất lợi cho mình và người á, thì năm mới này ta bỏ đi, ta cũng phải mới. Nếu ta không mới ta sẽ không có năm mới. Nếu ta thực hành mà kiểu như những cái không bỏ được tánh ác của con người chúng ta thì chúng ta không có năm mới, chúng ta cuối cùng cũng là đau khổ. Ở đây thầy nói thiệt, ở đây không có ai mà dám nói là tôi không cần tiền. Cái cả ông thầy tu cũng cần tiền, nhưng mà ông thầy tu cần tiền đừng để nô lệ gì cái đồng tiền của ông thầy tu đó. Ai cũng có quyền ước mơ mình làm ăn phát đạt. Tại vì quý vị làm ăn có tài sản thì quý vị mới tạo phước cho anh. Có những người người ta không có tài sản thì người ta là tạo phước lành bằng cái vấn đề kiểu như là lục thân của người ta là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý. Nhưng mà quý vị ai cũng có tiền, nếu có tiền mới làm phước. Còn những người không có tiền người ta tạo phước bằng cái sự hoan hỷ của mỗi con người chúng ta. Quan niệm của con người chúng ta rất là thực tế là có tiền mới làm phước. Cũng chưa hẳn là vậy. Nó chỉ là đối với những người giàu, nhưng những người nghèo thì tạo phước bằng tâm hoan hỷ. Vậy thì ai cũng ước mơ mình làm ăn phát đạt. Việc làm của mỗi con người chúng ta, hồi xưa thì làm việc á là một vốn bốn lời, đúng không? Đúng không? Thời buổi nay mà làm công việc ăn, làm ăn mà chỉ dừng một vốn một lời thôi là đủ rồi, cũng hạnh phúc rồi. Tại thời buổi này kinh tế khó quá, nặng thêm bệnh dịch nữa. Vậy thì việc làm của mỗi con người chúng ta hôm nay ta phải cực lực để làm. Nếu chúng ta làm công việc mà chúng ta cực lực ta làm thì chúng ta mới có được những cái gì tài sản ta sử dụng ở đâu trên trời rơi xuống cho quý vị. Không có trên trời nào rơi xuống, tại vì Đức Phật không có thẩm quyền ban phước cho con người chúng ta. Đức Phật không có ban cho công việc của chúng ta là việc làm. Đức Phật không ban việc làm cho chúng ta. Bây giờ quý vị thử nghĩ đi ra đường mà kiểu như đi xin việc làm khó không? Khó chứ, chưa chắc đứa học đại học đó nó chọn được công việc đó nó làm. Thầy nói thật, có nhiều người học xong đại học tự nhiên làm nghề khác. Thiệt. Nhưng mà dù sao đi nữa nó làm việc, ai cũng có một cái sự ước mơ. Thầy có một người Phật tử quen đến kể cho thầy nghe rằng cái cô đó đó có làm việc như thế này nè. Quý vị biết làm gì không? Là buôn bán kiểu như kỹ nữ. Biết kỹ nữ không? Biết không? Kỹ nữ là kiểu như buôn bán, kiểu như làm đầu mối cho những môi giới về gái. Nhưng mà cái cô này lúc đầu á, làm ăn rất là phát đạt tại vì buôn bán kỹ nữ. Nhưng mà từ lúc làm ăn phát đạt mà gia đình xây được cái biệt thự, biệt thự thì tự nhiên gia đình đổ vỡ. Gia đình đổ vỡ, cổ không biết gia đình sao đổ vỡ, ông chồng lại sanh tật, con cái lại hư. Việc làm đó là nó sự gây ra, cổ không biết sao như thế nào mà tại sao cổ làm ăn được mà cổ lại đau khổ tới cổ đó. Thì cổ kể cho thầy nghe là trường hợp như thế này như thế nào. Thầy nói là đây quy vào cái chánh mạng của Đức Phật, của bác chánh đạo. Tức là
nuôi sống mạng của con người thiếu chân chánh. Vì mạng sống của con người á, là không được buôn bán kỹ nữ, không được buôn vũ khí và không được bán rượu. Quý vị làm có tiền, nhu cầu của con người ai cũng muốn giàu. Nhu cầu của con người á, là làm ăn ai cũng muốn mình khá giả. Nhưng cái việc làm này mà gây lại bất lợi cho mình và bất lợi cho gia đình đó, thì việc làm này quy vào kiểu như rất là nguy hiểm và không nên. Nếu làm giàu mà dựa trên cái việc chánh đạo, tốt, đạo đức, điều này rất là khuyến khích. Vì đạo Phật bao giờ cũng dạy làm giàu. Vậy thì trường hợp của một con người đó, cô đó, cổ làm ăn như vậy, cổ sao? Cuối cùng cái xong rồi gia đình cũng là đổ vỡ thôi, không làm ăn được. Bây giờ thầy có đọc trên một câu chuyện á, là câu chuyện về việc làm. Thì câu chuyện này nó nói rằng cái người đó làm việc, nhưng mà khi làm việc rồi á, thì người đó đó là cái chuyện là đổ vỡ, là việc làm tự nhiên á, nó không bị hang thông. Vì cái người đó nó sanh ra một cái gì, sự mà kiểu như là làm việc của họ nó dựa trên nền tảng yếu tố là phi về mặt đạo đức. Cuộc sống con người chúng ta ai cũng ước mơ mình có tiền. Ở đây thầy nói nè, quý vị có biết tiết kiệm không? Ở đây thầy hỏi nè, đạo tràng nói thật, quý vị nghe thật sự Phật pháp thầy nói thật rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Tại vì khi mà con người người ta rất là đau khổ thì người ta mới tìm, có thể là người ta mới đến tìm Phật pháp. Nhưng mà đang hạnh phúc người ta ít nghĩ tới vấn đề này. Nhưng mà đã tự nhiên nghĩ tiêu cực, đạo Phật chỉ dành cho những người là chán đời, khổ quá mới kiếm chùa. Vậy là rất nguy hiểm. Nhưng mà thầy nói tại sao mà Phật pháp nó quan trọng đến con người chúng ta. Quý vị thử coi, bây giờ vợ chồng mà nó cãi lộn nhau, nó rồi vô gặp thầy chùa thôi chứ không gặp ai, gặp ông thầy tu. Tại vì ông thầy tu mà ông hiểu được thì ông có thể hóa giải được cái vấn đề cũng như vợ chồng, của gia đình, của con người. Nhưng mà có những người thì thờ ơ về vấn đề kiểu như là Phật pháp, thờ ơ lắm. Mà đúng là thiệt, hồi xưa Đức Phật nói, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mà kiểu như là Đức Phật đang sống, mà có những người á, người ta nói rằng ông Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đi, Phật pháp không có nghe đâu. Nhưng mà Đức Phật Đức vẫn biết được Phật pháp không nghe, Đức Phật vẫn chuyển bánh xe pháp. Cho dù độ được một người, Đức Phật mới độ, cũng độ. Tại vì lúc đó Phạm Thiên cầu thỉnh Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp. Thế chúng ta đi nhu cầu làm ăn là việc làm. Ai cũng muốn mình sống thọ. Thật sự. Bây giờ đi ra ngoài mà nghe nó chết một cái chết yểu cái là cũng nguy hiểm. Mà ai cũng muốn mình sống thọ. Nhưng mà sống lâu chưa hẳn là sống tốt. Sống tốt mới chính là sống lâu. Sống tốt là sống như thế nào? Sống tốt là chúng ta biết tốt với gia đình mình, chúng ta tốt với lại con cái của chúng ta biết tốt với mọi người xung quanh, cho dù cái người đó đã gây cho ta những thứ đau khổ, đã gây cho những ta những thứ bất lợi, nhưng chúng ta vẫn biết sống tốt với người đó, sống tốt ta mới sống thọ được. Chúng ta phải biết gieo nhân sống thọ. Gieo nhân là một chuyện, nhưng mà kết quả được hay không, đó là cái quả của nó là trợ duyên được. Tức là chúng ta phải có những sự trợ duyên về quả. Vậy thì chúng ta ai cũng muốn mình sống thọ, là đó là ước mơ. Thầy nói thật nữa. Thầy đi về làm lễ mừng thọ cho mẹ thầy, là mẹ thầy năm nay là 80. Thầy mới về làm lễ hồi Tết. Nhưng mà lễ mừng thọ của thầy là do chính quyền của huyện là. Thầy xin làm lễ mừng thọ cho mẹ thầy không chịu. Thầy chỉ làm được là 2 lần Vu Lan, một lần mừng thọ lúc mẹ thầy 50 mấy tuổi, chưa được 60, lúc đó thầy mới vừa thọ tỳ kheo, cũng khoảng 2 mấy năm rồi. Vậy thì thầy ước mơ thầy làm lễ mừng thọ của thầy, mà mẹ thầy năm nay đã 80, mẹ thầy rất khỏe nha.
Mà cuộc sống của thầy mẹ thầy á, rất đơn giản, không có gì là quá gì kiểu như vật chất. Tối ngủ 9 giờ ngủ, lên thầy đang còn ngồi nằm đó chưa ngủ, mẹ thầy đã ngủ rồi. Mẹ thầy ngủ trước thầy. Tại vì ở thôn quê Đà Lạt của thầy á, là khí hậu lạnh. Mà chỗ thầy á, nó nằm chính giữa của Đà Lạt, nó bốn bên là núi không à. Tức là nó nằm ở Bảo Lộc, lên 43 cây tới quê thầy, nằm chính giữa. Ở quê thầy rất là lạnh, thì buổi sáng người ta thức dậy rất là sớm để tập thể dục. Và buổi tối người ta ngủ rất là trễ, ngủ rất là sớm. Buổi sáng thức dậy sớm, buổi tối ngủ sớm. Tại không có đi đâu à. Nhưng mà thầy ước mơ thầy làm lễ mừng thọ cho mẹ thầy, ước mơ lắm, nhưng mẹ thầy không có chịu. Đối với gia đình của thầy, thầy nói thật á, sau này tang lễ của mẹ thầy, thầy không biết nói làm sao. Nhưng mà thầy tuyệt đối, nếu giả dụ tang lễ của mẹ thầy, thầy không bao giờ dắt Phật tử thành phố về. Nói thẳng, không có chuyện đó. Và kiểu như là không phải là thầy khó, ở trên đó đã có quý thầy lo hết. Thầy lo hết rồi, trên đó cũng có Phật tử hết rồi. Thì ở đây sau này thầy nói thật, đối với quan niệm chết của thầy á, thầy có ước mơ là thầy hiến xác. Đó là quan niệm của thầy đó. Tại vì sao? Thầy sống thầy không làm giá trị được cho con người. Thầy không làm giá trị cho con người. Thì thầy không bao giờ để có người đó phải khổ gì thầy và phiền gì thầy. Nói thật. Quý vị ông tin sau này thầy nói thiệt, thầy làm hiến xác. Tại vì đó là sự quan niệm ước mơ. Nhưng mà muốn làm được đó, trước tiên thầy làm những cái việc thực tế trước. Ai cũng có mình ước mơ sống thọ thôi. Đầu xuân năm mới chúc nhau, chúc cho cuộc sống thêm vui thường. Nói chung là cuộc sống này vô thường, chúng ta cũng lại gặp nhau để đi trên một con đường sự an lạc. Mà trên khoa học người ta nói như thế này nè, một đứa mà kiểu như họ sinh ra mà đứa đó mà kiểu như là tuổi thọ không cao á, đứa trẻ tuổi thọ không cao, nguyên nhân gì biết không? Tức là đứa này thường kiểu như phung phí sức khỏe bằng những thứ vô bổ, cờ bạc, rượu chè và kiểu như đánh lộn. Thì cái nhân đó đó, thì khoa học nói rằng, minh chứng nhân quả rằng khoa học nói là đứa bé đó kiểu như lớn lên thanh niên sẽ là sức khỏe kém. Còn một người nào mà biết yêu thương, biết là kiểu như là từ bi hỷ xả, biết bỏ qua mọi thứ, thì người này tương lai sẽ đẹp và sống sẽ thọ. Quý vị ước mơ cũng là giàu. Ở đây tại sao ước mơ con người là Tết họ hay chưng mãng cầu, xoài, đu đủ, dừa. Tại sao họ chưng những cái đó? Tại sao? Cầu dừa đủ xài đúng không? Đặt trái chôm chôm vô nữa. Chôm dừa đủ xài. Nhưng mà thầy thấy á, có những người người ta mãng cầu, dừa, xả, gà. Cầu xài, xả gà. Tại vì đó là ai cũng ước mơ về những cái vật chất của họ thôi, vật chất của cuộc đời ai cũng ước mơ mà. Mà tại sao họ lại kỵ chân chuối, bơm táo? Tại vì cái quan niệm của tín ngưỡng của nhân gian á, nếu giả dụ chân chuối á, là một năm là chuối nhủi, đúng không? Đâu ai dám chân chuối. Còn bưng chân mà táo một cái là bệnh chết luôn. Mà chân bơm á, là sợ cháy nhà. Họ đâu có dám chân những thứ rủi ro trong một cái gia đình của họ trong năm mới đâu. Nên cuộc đời ai cũng có một cái quyền ước mơ là mình sống thọ. Thầy nói với quý vị nè, nhu cầu của quý vị là một sự bình an, là một sự bình an. Bây giờ đi ra đường mà mình lỡ mình bị mà tai nạn giao thông là mình thấy khó chịu, là thấy mệt rồi. Vậy thì
ai cũng muốn mình có một cái sự ước mơ về sự bình an. Nếu giả dụ cái người nào mà ước mơ về một sự bình an mà họ uống rượu, vậy họ có bình an hay không? Ước mơ của họ là một sự bình an. Mà bình an mà trong đạo Phật á, thì dùng danh từ là an lạc. Ai cũng muốn họ là, ai cũng muốn mình là trong cuộc sống họ mình được bình an cả. Bình an ở chỗ nào? Ở đây có cúng cầu an không? Hả? Cúng cầu an liệu chắc chắn không? Hả? Mô Phật hên xui thầy ơi. Cầu an chưa chắc nó an, nhưng không an tại sao lại cầu? Chừng nào tâm mới tịnh? Khi con người chưa chứng A-la-hán, chưa chứng thánh. Tại sao ai cũng, thầy nói rồi, ai cũng muốn họ là kiểu như là bình an. Nhưng mà cầu an có an hay không là do cái tam nghiệp của con họ người. Do ba cái này nè. Thân, khẩu, ý. Ba cái này là kiểu như ai cũng muốn mình được bình an. Nhưng mà đi ra đường mà hôm nay ghi cầu an xong, cái tự nhiên cái ai chọc cái chửi người ta rồi. Tay bạch cái lô chỉ mà nghe bà chửi nha. Đó, vậy an chưa? Chưa an. Vậy này, nhưng mà mình cầu đó là quyền ước mơ. Nhưng tại sao lại cầu đó? Tại sao Phật giáo vậy chủ trương về vấn đề này? Không cúng sao? Không cúng sao? Nhưng mà cầu an là được. Nhưng mà cầu an nó là một cái phương tiện. Giống như bây giờ người đó ăn một món đồ ăn, phải cho họ hửi cái món đồ ăn đó. Họ thấy ngon cái món đồ ăn đó thì họ mới ăn cái món đồ ăn đó. Cầu an đó là nhu cầu thiết yếu của một con người, của Phật tử. Nhưng bây giờ mà nói là họ muốn rằng kiểu như họ an về cái thân, họ không ăn chay, bệnh hoài, đúng không? Ngộ độc thuốc ăn, vậy thì có ăn chưa? Cầu cũng không ăn. Họ muốn là kiểu như là cái khẩu của họ là kiểu như được ăn, nhưng mà ai chọc cái họ chửi. Thầy nói rồi, nhiều khi thầy nói chuyện với Phật tử, thầy nói rồi, tu cái miệng được là tu được nửa đời người. Có người thích nói dối hơn thích nói thật. Nói thiệt, bao giờ họ cũng thích che cái lỗi của họ. Nhưng mà bây giờ nó họ cầu an về mặt cái miệng của họ, thì bây giờ niệm Phật đi. Bây giờ không niệm Phật, bây giờ niệm xả đi. Niệm từ bi, niệm yêu thương đi, niệm xả đi. Bình an liền, bình an cái miệng liền. Tao nói thiệt với mày nha, hôm nay mà tao đi chùa nha, rằm tháng giêng à, nếu giả dụ mà kiểu như là mày ở ngoài nghe, tí nữa 5 phút xong bước ra cổng chùa kỳ quan đi, xin lỗi mày, xin lỗi mày, tao sẵn sàng đục với mày liền, không tha cho họ. Rồi quýnh lộn với nhau, cuối cùng cái rồi hai người đều mệt hết. Nói thật, nhiều khi thầy nói là tại sao mà người lớn á, ít nói. Tại quý vị để ý, tại sao người lớn họ không nói bằng khi mà tuổi trẻ? Tại vì sao? Lúc đó biết gì không? Sức đâu nữa nói. Không còn sức để nói, tại vì lúc đó thở thôi chứ không nói được. Thở chỉ thở. Gì? Tại vì họ kiểu như lớn tuổi rồi thì lúc đó họ mệt rồi. Trời ơi, còn trẻ là nói thiệt chứ gặp mà kiểu không tha đâu. Cho dù ông thầy tu đi nữa, tôi cũng chả sợ ông thầy tu. Ông thầy tu mà lớn quá là tôi cũng chửi ông thầy tu luôn. Nói thật. Tại vì ông thầy tu, ông là con người, ông bị chửi, đó là quyền chuyện bình thường mà. Thầy bị chửi quái gì. Trời ơi, hôm bữa nói chuyện với quý vị nghe nè, thầy kể bà Tám chứ quý vị nghe, thầy đi ra con đường. Chạy đi vậy đó, thì thầy chạy, thầy né cái ổ gà. Chỉ né cái ổ gà thôi, nó chạy tới ổ gà, đến những cái ổ gà đó nước không, nó bắn văng lên trên đồ của thầy, ổ gà nước.
vậy đó mà nó quay lại nó chửi thầy đó. Nó làm sai nó quay lại nó chửi. Ông thầy chồn chạy xe gì kỳ vậy? Nó chửi thầy. Lúc đó thầy nói thiệt, thầy ngồi thầy suy nghĩ, tao mà hồi xưa người ta không đi tu rồi mày chết. Không đó, mình nghĩ thôi. Cái này nghiệp đó, nghĩ vậy là nghiệp đó. Tại vì mình nghĩ bất thiện. Lúc đó thay vì mình nghĩ nghiệp là nghĩ chửi người ta thì lúc đó mình phải nghĩ là buông xả đi. Tại hồi xưa kiếp trước mình có chửi ổng rồi. Vậy là chỗ đó an. Vậy ước mơ đó, ước mơ của thầy. Trời sáng đi chơi vui lắm. Không biết xe 2 như thế nào. Xe 1 đó ông thầy Quang Lực cũng dễ thương quá. Nó nói em nói chứ không phải người ta nói. Thật sự. Tại vì đi giải ngoại để làm gì? Để học hỏi. Và đi xa để cho chúng ta học hỏi. Học hỏi được rất là nhiều thứ. Ta biết được mình hạnh phúc hơn người khác. Biết được rất là nhiều. Nên thầy nói rằng tại sao thầy chú trọng về vấn đề kiểu như là hơi trẻ tí xíu. Tại vì sao? Tự nhiên vô đạo Phật tàn lập mà chán đời không? Thứ tóc vô chùa, đạo Phật dành cho người già. Nếu quan niệm đạo Phật dành cho người già, đạo Phật không phát triển. Không phát triển được. Bây giờ già chết rồi phải có một người kế thừa. Ông thầy Quang Lực ổng chết phải có một đứa trẻ đó kế thừa ổng. Đúng không? Vô chùa tu tàn thấy lớn tuổi không? Mà đạo Phật thời Đức Phật á, đã có những tuổi trẻ đi tu điển hình như La Hầu La. Vậy thì quý nghị vị nghĩ sao? Vậy thì bây giờ chúng ta đi tu mà muốn được bình an á, chúng ta có hoan hỷ không? Nãy giờ nghe ông thầy Quản Lực ông nói gần hết nửa tiếng rồi thấy mệt gần chết. Cũng ráng chịu khổ mà nghe tại vì sáng chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng đói quá thầy ơi. Thôi thầy nói lẹ lẹ tí xíu để con nghĩ. Có ông vua này, thầy cũng đọc trên câu chuyện là ông vua ông đi tìm cái sự kiểu như là bình an. Ông vua này, ổng là một người cai quản về cái vua. Vua là phải giữ tiền vàng bạc và cai quản một cái thành. Thì ông vua này, ổng mới tìm một cái sự bình an mà tại vì trong ổng lo lắng về cái triều đình của ổng lắm. Là không được bình an ở chỗ là kiểu như là tiền bạc thu chi ổng đều thấy rất là mệt. Và ổng đi tìm hiểu, ổng thấy những cái người dân mà nông thôn nghèo á, tại sao họ vui vẻ quá. Thì ổng mới bắt đầu đi tìm sự bình an của ổng. Một hôm á, ổng giả dạng một cái người ăn mày đi vô một cái người ông chủ đó. Ông nông dân này, ổng là một người đánh giày. Thì hôm nay ổng đánh giày rồi ổng được 2 đồng. 2 đồng này là ổng kiểu như mua gì? Mua một ổ bánh mì ăn. Thì ổng mời ông vua vô nhà, ổng mời ông vua là ăn ổ bánh mì. Và ổng nói tôi hôm nay rất hạnh phúc vì tôi ăn được một ổ bánh mì. Ông vua cũng ngạc nhiên, nói tại sao có ổ bánh mì đó an lạc vậy? Thì ông vua mới nói rằng nếu giả dụ không còn giày đánh, không có ai đánh giày và không được đánh giày nữa thì sao? Thì ông nói, ông ăn mày này, ông nói tôi rất là lạc quan, tôi tin vào bản thân của tôi. Ông vua này, ông về, ông ra cái lệnh cấm. Ông về lại, ông ra lệnh cấm là từ giờ trở đi không được ai đánh giày, thử coi người này sống như thế nào. Thì lúc đó ông ăn mày này, ông nhìn thấy là có mấy người nữ gánh nước. Trong cái gánh nước này, ổng mới nhìn ra rằng bây giờ ta phải gánh nước. Khi mà gánh nước xong rồi ổng được ít tiền á, thì ổng lại mua một cái ổ mì ổng ăn tiếp để ăn trong ngày đó. Thì ông vua này ổng thấy cũng kỳ lạ, nó tại sao ra lệnh cấm ông này vẫn sống được. Ổng mới ra lệnh cấm thứ hai là không được mua nước của cái người nữa. Để cho những người đi gánh nước trong đó có ăn này có tiền để sinh sống hay không, có được ổn mì không. Thì lúc đó ông này
ông ngoại ông ăn mày nó, tôi rất là tin, tự tin và tôi rất là lạc quan, tôi sẽ sống được. Ông nhìn thấy người ta làm lính, ông xin vô làm lính. Nhưng mà ông có một cái rìu gỗ, cái gươm gỗ, và cái gươm gỗ này ông sẽ kiểu như là bán cái gươm gỗ này để kiểu như là chuột cái gỗ, để khi mà làm lính để chuột gỗ lại, để ông sinh sống trong vòng một tháng về kiểu như cái gươm gỗ để chuột lại cái gươm gỗ đó. Ông làm lính, chấp nhận làm lính. Ông sống chỉ cần một ổ bánh mì thôi. Thì ông này ông thấy, ông vua ông thấy rất là lạ kỳ tới như vậy. Mà kiểu như không bao giờ mà kiểu như là khống chế được ổng. Thì một hôm á, ông vua này á, ông bắt được một người ăn trộm. Ông kêu ông lính là ông ăn mày đánh giày á, là phải sao? Là phải giết chết người ăn trộm này để coi thử ông được có sự tìm được sự bình an trong nội tâm hay không. Thì lúc mà kiểu như là ông vua ra chiếu chỉ mà giết chết á, thì ông ăn mày này á, là người đánh giày là kiểu như giết. Ông ăn mày ông nói ông lạy thờ cái người mà ăn trộm á, xin ông không tha. Và ông nói rằng ông nói rằng bây giờ nếu giả dụ có một cái trường hợp, hỏi các đấng thần linh, ông cầu xin nè, hỏi các đấng thần linh nếu giả dụ người ăn mày này là một người vô tội, thì xin cho cái gươm chém đầu này nó biến thành gươm gỗ. Thì cuộc cầu xin vậy thì cái gươm tự nhiên nó biến thành gươm gỗ. Và ông vua ổng thua cuộc và không chém được là người ăn trộm, thả người ăn trộm ra. Ra ông vua ổng mới nói rằng đây chính là mấy hôm nay tôi đi vô nhà ông, tôi là một người ăn mày, tôi chính là một người vị vua. Và tôi không bao giờ khống chế được cái sự an lạc và bình an của ông. Và từ giờ trở đi, ông đừng có làm lính nữa và hãy trở vào trong triều đình để kiểu như là giúp tôi về mặt cai trị, về mặt đánh đất nước. Quý vị thấy, trên cuộc đời này chưa chắc giàu là hạnh phúc đó, thấy không? Chưa chắc làm vua là sướng. Quý vị đừng nghĩ rằng cái người đó có tiền người đó sướng. Họ chỉ sướng về mặt vật chất. Coi chừng là họ khổ tâm đó. Nhưng mà quý vị đừng nghĩ rằng quý vị không có tiền là quý vị khổ. Biết đâu quý vị có một cái gì đó vớt phát lại. Trên cuộc đời này không có ai dồn con người vào đường cùng cả. Họ vẫn mở một cái con đường cho mình đi. Nhưng mà đi như thế nào đó là do mình. Vậy thì bây giờ thầy hỏi với quý vị nè. Có ai muốn mình gia đình được hạnh phúc không? Hả? Ai cũng muốn mình hạnh phúc chứ. Bây giờ sanh ra đứa con, đứa con đó nó bệnh quá nghĩ sao? Đang nghe giảng ngủ nghĩ sao? Hả? Vậy thì bây giờ thầy hỏi với quý vị nè. Sanh ra một đứa con, đứa con đó mà kiểu như là bệnh, quý vị rầu không? Vậy nhu cầu ước mơ của con người là gì? Sự hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc có được hay không do chúng ta giáo dục con như thế nào. Giáo dục con như thế nào thôi. Bây giờ sanh ra đứa con mà nó đẹp gần chết. Đứa con gái thì rất là dễ thương. Trời, cưng gần chết, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thấy không? Kêu đi tu là nói thiệt. Sau này đi tu đi con. Không chịu. Đứa con của con vậy nó đẹp, nó thầy bắt nó đi tu. Nhưng mà sanh ra đứa con, mà đứa con nó kiểu như là nó cái nghiệp của nó là kiểu như tạo nhân xấu ở đời quá khứ. Nó cộng chung với gia đình của mình mà sanh ra nó bệnh mình cũng rầu chứ, đúng không? Giờ lập gia đình về. Xin hỏi nha. Xin hỏi với các đứng mày râu ra. Ở đây toàn thấy người nữ không à? Bây giờ thầy hỏi, nếu giả dụ bây giờ nói con lập gia đình về, con ước mơ cho con của con như thế nào? Con sau này con có gia đình sao? Ước mơ sao? Đó thì nhu cầu thiết yếu. Bây giờ thầy hỏi con, nếu giả dụ ước mơ mà con của con không có hướng dẫn con vào con đường thiện pháp, vậy ước mơ có hay không?
cho nó đi chơi game hoài chết không? Đúng không? Vậy thì ước mơ của một con người ai cũng muốn mình gia đình được hạnh phúc. Bây giờ lập gia đình về ông chồng cũng đánh gần chết. Giờ làm sao? Giờ vô chùa khóc. Thầy ơi là thầy, con khổ quá thầy ơi, khóc sướt mướt rồi khóc đã đi rồi nói. Thầy nói mà nhột ráng chịu nha. Có nha. Khóc quá thầy ơi, bây giờ nó còn khổ quá thầy ơi, rồi khóc đã đi, khóc kệ, kệ xong nó nói thầy ơi, bây giờ ổng về lại với con rồi, thầy ơi cảm ơn thầy, chứ mấy hôm nay thầy đã lo như tư vấn tâm lý cho con để con giúp con. Bây giờ ổng về ổng làm lạnh với con, làm lạnh với con lại rồi, làm lại từ đầu với con rồi, cảm ơn thầy. Thôi con không đi chùa nữa thầy ơi. Vui không? Vui vỗ tay đi. Vậy thì ông chồng mà ông hư là rầu, ông chồng nên hạnh phúc. Thầy có kể câu chuyện này kết thúc, thầy kể câu chuyện nghe về ước mơ. Thầy nói rồi, thầy giảng 45 phút thầy cũng an vị, mà giờ 45 phút rồi. Có một gia đình này nè, thầy kể rằng là có em bé đó ông vô, thầy tâm sự với hai em bé. Thì hai em bé mới nói như thế này: thưa thầy, thầy hỏi rằng con muốn cái gì, ước mơ con như thế nào? Thì em bé mới nói con chỉ ước mơ gia đình con hạnh phúc. Nó tại sao con không ước mơ tiền bạc mà ước mơ hạnh phúc? Thì em bé nó kể rằng, có khoảng thanh thiếu niên thôi, kể cho thầy nghe rằng bạn của con, gia đình của bạn con rất là giàu, con chứng kiến. Nhưng mà bạn, gia đình bạn của con á là giàu nhưng gia đình rất là xào xáo và rất là gây lộn. Một ngày mà kiểu như con nói thiệt, vợ chồng cha mẹ của con mà không cãi lộn với nhau, ngày đó con nói thiệt nhà con là thiên đường. Con nói thiệt, từ lúc con sanh ra con tàn nghe là vợ chồng cha mẹ con cãi lộn nhau hoài, cho dù con lúc đó con mới biết. Thì đứa bé nó kể rằng bạn của đứa bé là gia đình nó bị như thế đó, là kiểu như cãi vã suốt ngày thôi. Thì đứa bé nó ước mơ gia đình con chỉ cần, không cần nhiều, mà chỉ cần con đi về, cha con đi về, mẹ con ra đi về, mà chỉ cần gia đình mà chỉ cần vui vẻ thôi, điều đó đủ. Tại vì bạn con chứng kiến quá đau khổ. Bạn con tâm sự với con rằng là gia đình là một cái địa ngục chứ không phải là một cái thiên đường. Bây giờ muốn có được như vậy hay không là phải hướng dẫn ông chồng á, phải hướng dẫn tất cả con cái đi vô chùa. Đi vô chùa để làm gì? Thí dụ ổng mà kiểu như uống rượu á, ổng quy y thế nào ổng cũng hạn chế. Mà ổng mà kiểu như là lén phén, mà kiểu như là hôm nay tôi đi xuống đây nghe, mà kiểu như ông là kiểu như lén phén, là kiểu như là ông chết. Thật sự thầy nói à, hạnh phúc của một con người á, mà để chồng của mình hơi quyết định cũng không được đâu, khổ chết. Mình phải làm chủ cái sự hạnh phúc của mình thì mình mới có hạnh phúc được. Tại vì thầy nói với những cái người mà có gia đình, thầy nói rằng người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia vẫn bình thường. Trước tiên chưa có ổng mình sống được, tự nhiên có ổng về mình bi lụy với ổng, khổ không? Nhưng mà muốn được hạnh phúc như vậy á, thì chúng ta làm sao? Hướng con cái vào con đường thiện pháp đi. Ước mơ của con người chúng ta chứ. Bây giờ các bạn nhỏ nè, thầy nói nè, các bạn cỡ khoảng đang còn học sinh, nãy giờ chưa nói tới các con, các bạn. Các bạn muốn được thành tài, các bạn phải học. Các bạn muốn mình thành tựu mọi thứ, các bạn phải học, không nói nhiều. Phải cực lực học. Để cho gì? Mình có một cái tương lai sau này. Để gì? Gia đình mình còn phải hãnh diện với người ta. Bây giờ muốn các bạn nhỏ mà muốn có nhà, xuống đây thấy cái nhà này, ước mơ không? Nhà đệ tử thay quan lực. Ước mơ không? Ước chứ sao? Ước.
Nhưng mà ước mơ có hay không, bây giờ đứa bé đó nó phải làm chứ, đúng không? Phải học cho thành tài, học cho thành giỏi, có tiền mới xây nhà được chứ, có tiền mới phụng dưỡng cha mẹ, giống như những đứa nó tâm sự mới vừa rồi. Vậy thì qua bài nói chuyện 45 phút, thầy nói chuyện về những điều ước mơ của con người, giúp cho quý vị hiểu được quý vị có sự ước mơ trong một con người, đó là nhu cầu thiết yếu của quý vị. Thứ nhất là việc làm, thứ hai là gì? Sức khỏe, thứ ba là sự bình an, thứ tư là gia đình hạnh phúc, và thứ năm là sống thọ. Để giúp cho quý vị tạo nhân tốt sẽ có một cái kết quả tốt. Đó là nhu cầu của một thiết yếu chúng sinh. Cầu chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và thành đạt trong mọi công việc. À, quý vị chắp tay hồi hướng.
xinh đẹp như hoa sen ra người như bắt đầu. Xin quay về hương đó bằng thầy tổ nhân đi. Khi tâm mơ đầm na
sanh siêu thoát không riêng ai, nước không rửa nước pháp thâm bụi, bụi không gương bụi tự tâm khai, đàn tràng rưỡi là đá manh tình, cây héo biến thành cây tốt tươi, cõi lê hoa ra thành cõi tình, mọi loài vui vẻ sống an vui, đầu cành dương liễu hướng cam lồ, một dòng mười phương rơi cùng đây, bao nhiêu phiền não tiêu tan hết, đàn chàng tánh tình ở nơi đây, liễu vi hoa bày muôn thế giới, sen hồng mới vàng lâu đài, gửi nhớ đầu ca người dân hương thanh, xin nguyện từ bây ơn hiền ha ngay. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm.
Ở đây thì thầy có một ít lì xì đủ không?
em chơi được thầy. Không biết cho gia đình đông người không? Em tới là thầy ở đây là. Gia đình đông người không? Gia đình bao nhiêu người? À, đại khái là 4 người. Hai đứa nhỏ được không? Rồi hai đứa nhỏ được luôn. Tới giờ phải xin ưu tiên rồi. Dạ đây là gửi cho Phật tử ở Bến Tre. Một phần tới thành phố Mỹ. Phật là anh từ con soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lần mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô ngàn. Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn, nương tựa bàn ngôi bao thoát khỏi đời bể dầu. Phật là anh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời cô nhan. Phật là anh từ quang. Thì hôm nay thầy có đi đến Bến Tre để đi hành hương giải ngoại. Thầy có ghé nhà cô Nga và biết gia đình ở hoàn cảnh khó khăn từ tháng 7 tới giờ. Và tháng 7 thầy có ghé. Thì hôm nay thầy ghé đây là lần thứ hai. Và sẵn dịp hôm nay thầy ghé, thầy có chút thích lòng. Những cái này là do Phật tử ở người ta không đi, người ta nhờ thầy chuyển dịch cho gia đình. Dạ, xin nhờ cái gì? Dạ. Bé này bị ung thư não. Dạ. Dạ. Mổ rồi một lần nó nhi đồng hai, nhưng mà giờ lại tái phát tới lại. Cứ tái phát lại. Bé rất cần vô máu, có tiền để vô máu rồi mổ đợt hai. Nhưng mà giờ sức khỏe nó đang yếu, thở oxy không à. Rút bình oxy ra thì
nó không thở được. Mà mổ chưa? Dạ, chuẩn bị gom tiền mới mổ được. Dạ, giờ đang đang về kiếm tiền. Dạ, đang nằm bệnh viện ung bú. Ung bú gia đình nhá. Dạ, dạ, đang nằm bệnh viện ung bú. Dạ, bảy bảo vệ thì dạ, gia đình chị nó mới sức khỏe. Ba mẹ cái lúc dạ, nó không có cha mẹ. Cha nó chết rồi lúc nó mới sinh ra. Anh mẹ nó đi làm ăn xa rồi thiếu nợ rồi bỏ luôn, không có gì nhà. Tuổi này là cháu bà con dạ, gì bà à? Ngoại. Ủa, bà ngoại. Dạ, bà ngoại. Tức là mẹ. Dạ, mẹ của bé bệnh. Con bé đi luôn cha. Dạ. Mẹ của nó lúc đầu thì làm xong rồi cái thiếu nợ người ta rồi bỏ luôn, không có gì nhà. Ủa, thì bà ngoại hả? Dạ, là mẹ. Dạ, bà ngoại. Dạ, đi rồi. Dạ, cháu có nhà cho mẹ. Dạ, không. Làm ở trên bệnh viện cứu. Dạ, dạ sư cô. Dạ, dạ. Làm ở trên bệnh viện. Lấy xuôi ngoài chị đi lúc nào em ở trên đó đi nhé. Dạ. Sao chị mà lên trên đó đi luôn nha. Em nói chút xíu lại em đi đi. Dạ. Mấy người sợ chết mới 9 tuổi. Nhận tay. Bà ngoại, bà ngoại. 979 không 979 174 179. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là đồng nhưng lòng dân bất đồng. Sống là thương nhưng lòng chẳng dân. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống không giận không hờn không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sâu, sống chan hòa với những người chung sống, sống là đồng nhưng lòng vẫn bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng dấn. Tâm bất biến giữa dòng đời giảm biến, sống yên vui danh lợi mãi coi Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm bất biến giữa dòng đời giảm biến, sống yên vui danh lợi mãi coi thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm bất biến giữa dòng đời giảm biến, sống yên vui danh lợi mãi coi thương, danh lợi mãi coi thương.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng Bái Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Tiền Giang. Ngưỡng Bái Bạch Chư Tôn Giáo Phẩm Chư Tôn Thiền Đức Tăng Chùa Vĩnh Trang. Hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tý. Đoàn Phật tử hành hương chúng con đến chùa Vĩnh Trang hành hương và cầu nguyện cho gia đạo được bình an lợi lạc. Lời đầu tiên, nhân dịp mùa xuân về, con xin kính chúc Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Trị Sự Chư Tôn Thiền Đức Tăng Chùa Vĩnh Trang một mùa xuân Canh Tý pháp thể vinh an, chúng sanh dị độ luôn là ngọn hải đăng để dìu dắt chúng con trên bước đường học Phật, và cầu nguyện cho chùa Vĩnh Trang nơi đây được hưng thịnh tăng trưởng hòa hợp. Nam mô chứng minh sự Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật.
tiên lễ Phật vị quan. À, ai cúng dường ta bảo được cúng. Hôm nay đến chùa chiêm ngưỡng Phật đài, dạt dào niềm vui thấy đời đẹp. Cầu tiếng hát đạo tình, dâng sức sống an lành, tâm thành trọn niềm tin. Hôm nay đến chùa cung kính chào thầy, lời thầy từ bi con nguyện bền ghi. Con xin phát nguyện dâng lòng thành, dâng công đức cùng dường lên chư Phật mười phương. Dệt lời ca Phật pháp cao siêu, lời ca cung kính bên thầy, lời ca yêu thương muôn loài. Dệt lời ca bằng tiếng tơ lòng nhỏ bé, mong sao hợp linh dương dâng lên bằng hai chiều âm, cho khắp cõi đời bằng tiếng niệm màu, người người thương nhau sâu vui dài lâu. Tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dâng công đức cùng dường và hát nguyện hoàng dương. Hôm nay đến chùa chiêm ngưỡng Phật đài, dạt dào niềm vui thấy đời đẹp tươi. Câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dâng sức sống an lành, tâm thành trọn niềm tin. Hôm nay đến chùa cung kính chào thầy, lời thầy từ bi con nguyện bền ghi. Con xin phát nguyện dâng lòng thành, dâng công đức cùng dường lên chư Phật. Thay mặt cho quý Phật tử ở đây và tri ân quý vị, cầu chúc cho gia đình quý vị được nhiều sức khỏe và thành đạt trong mọi cuộc sống. Nếu vậy, dù mà trong chuyến đi có gì mà thầy hơi khó tính thì quý vị quan hệ bỏ qua cho. Với lại quý vị coi dùm thử coi là dọn dẹp vệ sinh cá nhân, để coi thử những cái mà kiểu như là rác rưởi thì dọn dần cho tài xế. Có duyên thì hẹn lại các bạn trẻ vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 đến cuối đồng này để giữ được rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư.